Thúy Diễm và Lương Thế Thành trân diện đi ăn cưới, nhưng đây mới là nhân vật được tỏa sáng. Thừa hưởng nét đẹp của bố mẹ, tèo con dù chưa tròn 7 tháng tuổi, đã dễ dàng trở thành tâm điểm mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Gia đình hạnh phúc của showbiz Việt là báu vật của Thúy Diễm và Lương Thế Thành, tèo con vừa được ba mẹ dẫn đi ăn tiệc cưới của một người bạn. Liên tục nở nụ cười trong mọi khoảnh khắc, nhóc Tì không chỉ đốn gục các khách mời tại buổi tiệc hôm ấy, mà còn làm chao đảo luôn trái tim của tất cả khán giả hâm mộ. Chẳng cần vương miện, tèo con cũng có thể trở thành thái tử trong mắt bố mẹ. Dường như anh ấy là trung tâm của vũ trụ của hai đứa tôi, hai anh chị sen già của Thái Tử Bảo. Vì vẫn còn khá nhỏ nên tèo con đã được bố mẹ chú ý quan tâm và theo dõi nhất cử nhất động suốt buổi tiệc, ngoan ngoãn trong vòng tay của bố Thành và mẹ Diễm, lại thêm nụ cười đáng yêu hút mắt. Cô cậu đã nghiễm nhiên trở thành trung tâm vũ trụ của mọi bức hình. Xin lỗi nhưng tèo con lợi chiếm hết spotlight của bố mẹ rồi. Dù không nhìn thấy nhưng khán giả cũng có thể hình dung được nụ cười hạnh phúc của Lương Thế Thành. Khi con cười là cả nhà đều vui, tèo con là con trai đầu lòng của cặp đôi diễn viên Thúy Diễm và Lương Thế Thành. Bé có tên thật là Lương Thế Bảo, được sinh ra vào ngày 27 tháng 6 tại nước ngoài. Ban đầu được bố mẹ giữ kín danh tiếng, hậu tròn 1 tháng tuổi cô cậu mới được Thúy Diễm và Lương Thế Thành công khai với toàn thể công chúng Việt. Hai diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng cục cưng của mình, sở hữu sóng mũi cao, làn da trắng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười tỏa nắng. Lương Thế Bảo được dự đoán sẽ sớm trở thành một hot boy nhí trong tương lai không xa. Một năm trước, Bắc Ben thành anh hùng, giờ dự bị, Dũng Một treo status bất ngờ sau trận Jordan. Dòng trạng thái của Bùi Tiến Dũng nhanh chóng nhận được sự chú ý từ phía khán giả. Sau lượt đá luân lưu nghẹt thở vừa qua, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua Jordan với tỷ số 4-2 để trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Chiến thắng xuất sắc của các cầu thủ tuyển Việt Nam tối qua đã khiến hàng triệu trái tim người hâm mộ cả nước vỡ òa trong hạnh phúc. Chiến thắng lúc này chính là kết quả hoàn toàn xứng đáng có được sau những gì các chàng trai áo đỏ đã thể hiện trên sân cỏ. Mặc dù không được ra sân, nhưng anh chàng Bùi Tiến Dũng vẫn hòa vào chung niềm vui chiến thắng. Anh nhanh chóng treo status chúc mừng đội tuyển Việt Nam cũng như tự an ủi bản thân mình. Kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta đủ niềm tin, tuyệt vời quá Việt Nam. Bùi Tiến Dũng chia sẻ hình ảnh chụp cùng những đồng đội thân thiết sau trận đấu vừa qua cùng dòng trạng thái. Kỳ tích sẽ xảy ra khi chúng ta đủ niềm tin, tuyệt Việt Nam. Bên dưới phần bình luận, nhiều sao Việt cũng nhanh chóng vào chúc mừng nam thủ môn cùng các cầu thủ. Đại nhân, các em là những chiến binh xuất sắc, luôn chơi tập trung và cống hiến hết mình, chiến thắng đầy xứng đáng. Đình Trọng, chúc mừng ông và toàn đội nhé. Quang Minh, tuyệt vời lắm các em, chúc mừng tuyển Việt Nam, các em xứng đáng lập nên những kỳ tích của bóng đá. Ai cũng tự hào về những chiến binh sao vàng của Việt Nam. Kể từ đầu giải cho đến nay, Bùi Tiến Dũng vẫn chưa được ra sân thi đấu phút nào. Trong lúc các đồng đội đang thi đấu hết mình, thì nam thủ môn chỉ có thể ngồi trên băng ghế dự bị theo dõi từ xa. Dù cơ hội chỉ mỉm cười với Bùi Tiến Dũng, nhưng bên cạnh anh vẫn còn rất nhiều đồng đội và cổ động viên chân thành. Văn Lâm chạy đến ôm Tiến Dũng, Tuấn Mạnh, hai đồng đội chơi cùng vị trí của mình để ăn mừng. Hành động đẹp của Văn Lâm với Dũng Một sau trận thắng, xứng danh đàn anh. Xem tuyển Việt Nam thi đấu, Ngọc Trinh phát ngôn ngu ngơ, bị dạy dỗ lại sượng mặt. Không hiểu chân dài Venus nghĩ gì mà lại có thể phát biểu một câu xanh rờn như vậy. Không nằm ngoài dòng thời sự, vừa qua Ngọc Trinh cũng theo dõi trận Việt Nam Jordan. Nữ hoàng nội y còn thể hiện sự quan tâm nhất định khi đăng status nhận định đội bạn chơi xấu. Sẽ chẳng có gì phải bàn luận thêm nếu người đẹp không gõ tiếp một câu phía sau. To hơn, khỏe hơn, đáng lẽ phải nhường một chút chứ. Còn ông trọng tài cũng thấy ghét luôn. Người đọc hẳn sẽ cảm thấy vô cùng nực cười về khái niệm nhường nhịn của Ngọc Trinh. Cô đúng là một trong những mỹ nhân ngây thơ ngô nghê, thật thà nhất showbiz. Ngọc Trinh bực mình vì đối thủ cao to, khỏe mạnh hơn lại không nhường Việt Nam. Nhiều người gay gắt phản đối ý kiến của Ngọc Trinh. Bóng đá mà nhường vậy, như lấy thành tích quốc gia ra làm trò đùa sao? Chơi sao thì chơi hợp lý mà thắng đó mới là điều vinh quang cho đất nước. Đã ra sân là phải hết mình dù là bất cứ ai, nếu mong chờ người khác nhường thì ở nhà luôn cho lành. Đó, nhỏ nhưng đâu yếu đâu Trinh, các cầu thủ của chúng ta rất mạnh, rất rất mạnh mẽ. Tuy nhiên không ít người đồng quan điểm và khen người đẹp dễ thương. Bà xã Tiến Dũng The Man cũng phấn khích vì Văn Lâm. Chết tôi rồi, Lâm ở đâu? Linh Phi Châu tới nè.
dăm ba cái thằng Hồi giáo thôi mà. Ngọc Lan bày tỏ sự ngưỡng mộ các cầu thủ trẻ. Thanh Bi khoe ảnh đi bảo. Vợ Đăng Khôi vui sướng bên hai cậu con trai. MC Thời Tiết Mai Ngọc cũng hào hứng không kém. Nghệ sĩ Văn Dung. Lâm Tây mà không bắt cho Việt Nam thì chúng ta trở thành đội bóng thiếu lâm. Báo nước ngoài đồng loạt khen ngợi Việt Nam tạo cơn địa chấn, tin tưởng sẽ đánh bại Nhật Bản. Chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam đã khiến cả châu Á phải rung động. Các trang báo nước ngoài đồng loạt đưa tin khen ngợi và cổ vũ đội tuyển quốc gia Việt Nam. Sau loạt suất luân lưu nghẹt thở, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đội tuyển Jordan để trở thành đội đầu tiên giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực và màn trình diễn đỉnh cao mà các chàng trai áo đỏ đã thể hiện. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều hào hứng ăn mừng chiến thắng của đội tuyển bóng đá quốc gia. Tuy nhiên, không chỉ có người hâm mộ trong nước mới vui mừng, mà ngay cả các fan bóng đá khắp châu Á cũng dành những lời ca ngợi hết sức ưu ái, ghi nhận công sức của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Không những thế, đội tuyển Việt Nam còn được ca ngợi là rồng vàng. Tờ On Anbat, một trong những tờ báo của Jordan, thừa nhận đội nhà chơi không tốt bằng Việt Nam. Trước màn trình diễn xuất sắc của đội tuyển Việt Nam, tờ báo chính Jordan cũng phải thừa nhận đội nhà chơi không tốt và không đồng đều. Mặc dù Jordan chơi tốt ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Việt Nam đã gây sức ép lớn, buộc Jordan phải thay đổi lối chơi. Jordan đã bị biến động tâm lý và không thể làm tốt ở loạt suất luân lưu. Bên cạnh đó, những trang báo lớn như Fox Sports cũng choáng ngợp trước chiến thắng của đội tuyển Việt Nam và dành cho những chiến binh áo đỏ nhiều lời khen ngợi. Fox Sports đưa tin về trận đấu giữa Việt Nam với Jordan, đồng thời nhắc lại câu nói Hot Chen: mấy ngày gần đây, anh sẽ về nhưng chưa phải hôm nay. Fox Sports Asia League gọi Việt Nam là những chú rồng vàng. Tuyển Việt Nam đã chơi xuất sắc từ đầu trận. Trong tình huống ghi bàn, Công Phượng đã kết thúc hoàn hảo sau đường chuyền như đặt của Trọng Hoàng. Đội tuyển Việt Nam đang chơi bóng ở đẳng cấp tầm châu lục. Trang chủ Facebook của ASEAN Cup 2019 vinh danh tuyển Việt Nam. Tờ New Trend Sam khẳng định Việt Nam đã đánh bại Jordan trên chấm phạt đền để giành vé vào tứ kết ASEAN Cup 2019. Tờ báo này cũng ca ngợi những ngôi sao trong trận đấu vừa ngày vừa qua như Công Phượng, Văn Lâm và Tiến Dũng. Mặc dù Trung Quốc cũng vừa giành chiến thắng trước Thái Lan, nhưng truyền thông và người hâm mộ nước này cũng không quên chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tờ Sina Sport nhận định Việt Nam có thể đánh bại Nhật Bản nếu lọt vào vòng tứ kết. Không những thế, một số tờ báo và trang thông tin của Hàn Quốc, quê hương của huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng dành những lời khen có cánh cho vị huấn luyện viên tài ba cũng như các học trò của ông. Tờ Chosun ca ngợi thầy Park đã một lần nữa làm nên phép thuật. Việt Nam đã tiến vào tứ kết cúp châu Á, là đại diện duy nhất của Đông Nam Á còn sót lại. Phép thuật của Park Hang-seo lại một lần nữa được nâng tầm. Đây là lần đầu tiên sau 12 năm Việt Nam lọt vào tứ kết giải châu lục, họ có quyền tự hào về màn trình diễn này. Chung niềm hân hoan, tờ John An cũng không giấu nổi sự thán phục dành cho huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trước đó thầy Park và các học trò tưởng chừng như đã phải dừng chân ở vòng loại. Tờ John An viết, đây là lần thứ tư liên tiếp ông Park làm nên điều kỳ diệu kể từ khi dẫn dắt Việt Nam. Ông ấy trông có vẻ lo lắng, nhưng tuyển Việt Nam một lần nữa biết cách tạo ra chiến thắng. Tờ báo này cũng viết thêm, chiều cao trung bình của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2019 là 1m75, thấp nhất trong số 24 quốc gia tham dự. Tuy nhiên, huyền thoại Việt Nam vẫn chơi bóng rất mãnh liệt và kiên cường. Họ đã vượt qua những đội bóng có thể vượt mặt bằng tài năng chứ không phải may mắn. Có thể nói sự thăng hoa của bóng đá Việt Nam trong thời gian gần đây đã giành được rất nhiều thiện cảm của người hâm mộ trong nước cũng như quốc tế. Đối thủ tiếp theo của Việt Nam sẽ là tuyển Nhật Bản sau khi giành chiến thắng của Ả Rập Xê Út vào 18 giờ ngày 21 tháng 1, 2019 vừa qua. Việt Nam thắng Jordan, Công Phượng bất ngờ nhắc đến người bạn đặc biệt, háo hức chào đón tuổi mới. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ đã đăng tải những cảm xúc mạnh mẽ lên fanpage cá nhân. Chiến thắng 4-2 ở loạt suất luân lưu, hòa 1-1 sau 120 phút trước đội tuyển Jordan đã giúp thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo lọt vào tứ kết tại đấu trường danh giá nhất châu lục ASEAN Cup 2019. Công Phượng là người ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút 51 và đóng góp một phần không nhỏ vào lối chơi của toàn đội. Ngay sau khi kết thúc trận đấu, tiền đạo xứ Nghệ đăng tải những dòng chia sẻ lên fanpage cá nhân. Theo đó, chân sút gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cầu thủ số 12
và bày tỏ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Một tuổi mới lại đến sẽ có những thử thách đang chờ đợi phía trước. Những năm qua, Phượng chưa bao giờ ngừng phấn đấu để cống hiến trong suốt sự nghiệp. Nếu nói không gặp áp lực là nói dối, nhưng Phượng cùng các đồng đội luôn tìm cách vượt qua tất cả để đem về những thành tích nhất định cho Tổ quốc và phần nào làm hài lòng khán giả. Cảm ơn các bạn, những người hâm mộ luôn sát cánh động viên Phượng vượt qua khó khăn. Tất cả đã giúp Phượng rắn rỏi hơn mỗi ngày, yên tâm cống hiến cho sự nghiệp bóng đá. Và Phượng tin rằng vì có các bạn, công Phượng của ngày mai sẽ là phiên bản hoàn hảo nhất. Tâm sự của tiền đạo công Phượng, chân sút gửi lời cảm ơn sâu sắc tới cầu thủ số 12 và bày tỏ cảm xúc khi đội tuyển Việt Nam giành chiếc vé vào vòng tứ kết. Sau khi đăng tải lời cảm ơn trên của công Phượng đã thu hút được hàng nghìn lượt quan tâm và bình luận. Đặc biệt, người hâm mộ chợt nhận ra, vừa qua cũng là sinh nhật. Khi bước sang tuổi mới của công Phượng, ai cũng hào hứng chúc mừng Phượng có một sinh nhật thật đáng nhớ với nhiều thành công hơn nữa. Chúc mừng sinh nhật chàng cầu thủ của chúng em. Chúc anh tuổi mới ghi được nhiều bàn thắng thủng lưới đội bạn. Chúng em luôn ở bên và yêu thương anh, bạn Ngọc Hoa bình luận. Tuổi mới không phải là già đâu anh, mà tuổi mới là để yêu thương nhiều hơn. Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp mà anh đã chọn. Nickname Hoa Bức Tử gửi lời chúc tới thần tượng của mình. Trong khi đó, bạn Lan Anh bày tỏ, có lẽ đây là lần đầu tiên Phượng có những chia sẻ dài đến thế trên trang cá nhân. Mình đoán những lời chia sẻ ấy đều là cảm xúc thật của Phượng. Hy vọng Phượng luôn vững vàng ý chí tiếp tục thi đấu tốt hơn và mang minh quang về cho đất nước. Thay mặt 90 triệu dân Việt Nam, mình xin cảm ơn Phượng và đội tuyển Việt Nam.